Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với K Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay thì em xin phép được báo giá đến quý anh chị và các bạn về những mẫu xe hiện đang có mặt sẵn tại cửa hàng em ngay lúc này quý anh chị và các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta đang có trước mặt đây là một chiếc BMW 740 ly. Chiếc xe này sản xuất 2020, lăn bánh được hơn 2 vạn và hiện tại đang được chào bán với giá tại K Center là hơn 4 tỷ đồng. Bao nhiêu thì quý anh chị và các bạn liên hệ để biết rõ hơn chi tiết nhé. Những chiếc xe này thì tốt nhất là quý anh chị và các bạn nên dành một chút thời gian ghé thăm trực tiếp tại showroom để cảm nhận thực tế về xe nhất có thể, cũng như là xem xét về giá cả nó được trực quan nhất. Bên cạnh thì chúng ta có một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 sản xuất 2016. Chiếc xe này có màu xanh đen, nội thất kem và giá hiện đang được chào bán tại K Center là 1 tỷ 100 triệu đồng. Bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc Lexus RX 350 với năm sản xuất là 2021, model 2022. Chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 10.000 km thôi, biển số tỉnh đã rút hồ sơ, hiện đang được chào bán với giá tại K Center là 3 tỷ 950 triệu đồng. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc GLE 4MATIC phiên bản 450 sản xuất 2020, nhập Mỹ nguyên chiếc. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 2 vạn mai và hiện đang được chào bán với giá tại K Center là 3 tỷ 750 triệu đồng. Cùng đi xuống bên dưới nào. Cửa hàng đang sửa nên là hơi ồn một chút quý anh chị và các bạn nhé, mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Ngay bên dưới đây chúng ta có một chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive với năm sản xuất là 2021. Chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 9.000 mai và hiện đang được chào bán với giá là 1 tỷ 490 triệu đồng. Có giao lộ thêm cho quý anh chị và các bạn. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 Signature Premium với năm sản xuất là 2021. Phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, bản full cao cấp nhất của CX-5 của anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì đang được chào bán với giá là 885 triệu đồng, có giao lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Biển số tỉnh đã rút hồ sơ. Bên dưới chúng ta có một chiếc Toyota Land Cruiser LC300, xe mới chưa đăng ký, chưa lăn bánh nhé. Biển này là biển lắp tạm vào thôi ạ. Chiếc xe này thì đang được chào bán với giá là 7 tỷ 750 triệu đồng, có bớt lộc nhiệt tình cho quý anh chị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom. Xe nhập khẩu nguyên chiếc châu Âu, chiếc duy nhất trên thị trường nhập khẩu châu Âu, bản 5 chỗ thương gia. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium với năm sản xuất là 2017, xe đã rút hồ sơ rồi, giá hiện đang được chào bán tại K Center là 645 triệu đồng, có giao lộc thêm cho quý anh chị cũng như là các bạn. Sang đến hàng bên kia để xem nốt những mẫu xe còn lại. Ở đây chúng ta có một chiếc Kia Sportage phiên bản 2.0 Signature với năm sản xuất là 2022. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được có vài nghìn cây thôi, biển số gốc thành phố đã rút hồ sơ và hiện đang được chào bán với giá là 1 tỷ 045 triệu đồng, mới lăn cánh được có 7.000 cây quý anh chị và các bạn nhé. Màu đen, nội thất nâu da bò, rất là bắt mắt. Bên cạnh chiếc xe này thì cũng màu đen, nội thất nâu, chúng ta có một chiếc E180 sản xuất 2022 phiên bản V1. Chiếc xe này là xe mới chưa đăng ký, chưa lăn bánh, hiện đang được chào bán với giá là 1 tỷ 850 triệu đồng, có giao lộc thêm cho quý anh chị cũng như là các bạn. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc VinFast Lux SA với năm sản xuất là 2020 phiên bản 2.0 Premium phiên bản cao cấp nhất của Lux SA, xe biển số Hà Nội còn rất mới, lăn bánh được 40.000 km và giá hiện đang được chào bán tại K Center là 899 triệu đồng, có giao lộc thêm cho quý anh chị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom. Ngoài ra bên em vẫn còn rất là nhiều mẫu xe khác nhưng mà cửa hàng thì đang sửa chữa nên nâng cấp, nên là em sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là đầy đủ hơn cho quý anh chị trong những video clip sau. Còn rất nhiều mẫu sedan hạng C như là Cerato này, bên em có cả Toyota Yaris 2019 này, Cerato 2.0 Premium 2021, CRV 2016 2.4 TG và rất nhiều mẫu xe khác. Và toàn bộ xe bên em đều cam kết bằng văn bản hợp đồng nhé, có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa là 70% giá trị xe. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại gọi ngay đến hotline của K Center. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.